chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và xã hội ngày nay phát triển hướng đến nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa tất yếu sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sống. Vì vậy mà trong các công ty lớn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thì thường có bộ phận chuyên trách đảm nhận công việc chuyên môn liên quan đến môi trường. Và đó cũng là lý do ngành kỹ thuật môi trường ra đời và hiện đang thu hút khá đông đảo bạn trẻ quan tâm và theo học. Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải. Các giải pháp quản lý góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. Và để học tập ngành này tại Mỹ, thì Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn trường University of Central Florida, được gọi tắt là UCF. Thì trường University of Central Florida là trường đại học công lập có uy tín, được thành lập vào năm 1963. Trường nằm tại Orlando, một thành phố yên bình, xinh đẹp, ven bờ biển Đại Tây Dương, với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, gần 5.000 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế. Thời tiết quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 22 độ C. Đội ngũ giáo sư là các chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực khoa học. Nhiều giáo sư và nghiên cứu sinh cao cấp của trường đã nhận được các giải thưởng khoa học có uy tín của Mỹ và quốc tế. Trường thì nằm trong top 4% trường hàng đầu tại Hoa Kỳ, xếp hạng 173 trên tổng số 4.500 trường đại học cao đẳng ở Mỹ, xếp hạng 97 trong số các trường đại học công lập của Mỹ, xếp hạng 58 chuyên ngành máy tính, xếp hạng 100 chuyên ngành kỹ sư, xếp hạng 133 chuyên ngành kinh tế, và là đối tác chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn như là Microsoft, NASA, v.v. Và các bạn sinh viên có thể tìm thấy bất kỳ ngành học mà mình mong muốn tại trường. Và để tham khảo thêm thông tin về trường thì các bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và về điều kiện đầu vào, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình cuối năm 12 là từ 6.25 trở lên. Và nếu điểm trung bình lớp 12 dưới 6.25 thì điểm trung bình của 3 năm lớp 10, 11 và 12 phải từ 6.25 trở lên. Nhưng đối với trường hợp này thì phải scan email học bạ 3 năm học cấp 3 gửi đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương để được hỗ trợ thêm. Và về yêu cầu tiếng Anh thì điểm IELTS là 5.5 hoặc là TOEFL IBT 60. Về hồ sơ du học Mỹ thì bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên là hồ sơ học sinh, có passport, chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu, học bạ cấp 2, cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, đại học, cao đẳng, bằng cấp Anh ngữ, giấy khen, các loại bằng khác đã đạt được nếu có, hình 5x5, 4 tấm. Và về hồ sơ tài chính thì yêu cầu có sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận số dư tiền gửi, giấy chủ quyền nhà cửa, đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc người bảo trợ. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Mỹ, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là Tân Đại Dương chúng tôi thì không có chi nhánh ở Hà Nội. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì du học là con đường mà rất là nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn cho con em của mình. Và Mỹ là điểm đến được rất là nhiều các bạn học sinh quan tâm. Và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Nam Cương. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình làm hồ sơ của bạn như thế nào, cũng như lý do vì sao bạn lại chọn Mỹ làm điểm đến của mình nhé. Chị xin chào Nam Cương. Dạ, chào chị, chào các bạn. Nam Cương có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về bản thân của em được không? Em tên là Nguyễn Nam Cường, năm nay em 23 tuổi. Trong thời gian rảnh thì em thường nghe nhạc, xem phim và đi chơi cùng bạn bè. Em vừa tốt nghiệp đại học Troy của Mỹ tại Việt Nam. Sau Mỹ em sẽ học chương trình MBA của đại học Houston. Nếu vậy có thể cho chị hỏi là lý do vì sao em lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến của mình không? Dạ, tại vì em muốn có một cái bằng MBA để làm Sales Supervisor cho Unilever Việt Nam. Rồi em đã tốt nghiệp đại học Troy của Mỹ nên là em đã quen với cách giảng dạy của Mỹ. Nên là em muốn sang Mỹ đại học để cho nó dễ hơn. Em có người thân ở Mỹ nên là nó sẽ thuận lợi cho em. Quá trình mà khi em qua Mỹ học thì nó sẽ như thế nào em ha? Dạ, bước đầu tiên thì em sẽ học 3 tháng tiếng Anh. Rồi sau đó thì em sẽ học chương trình MBA 2 năm. Và sau khi tốt nghiệp thì em sẽ về ở Việt Nam và làm cho công ty Unilever ở vị trí quản lý bán hàng. Em có thể giới thiệu đôi nét về cái trường mà em sẽ học được không? Trường Đại học Houston là một trong những trường lớn thành phố Houston. Trường đã có hơn 90 năm kinh nghiệm giảng dạy. Và trường tọa lạc ở trung tâm của thành phố Houston,
nên nó rất là thuận tiện cho em. Rồi trường đã có hơn 40.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia. Rồi trường cung cấp hơn 300 chương trình giảng dạy với ở 12 campus. Và trường có hơn 500 câu lạc bộ cho sinh viên và hơn 16 câu lạc bộ thành viên. Thời tiết của Houston thì nó rất giống Việt Nam, nó ấm áp và nó không có quá lạnh nên rất phù hợp cho sức khỏe để em học tập. Sau khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em cảm nhận được cái dịch vụ của Tân Đại Dương cung cấp cho em ra sao? Cảm nhận dịch vụ của Tân Đại Dương rất tốt. Mấy anh chị ở đây thì rất là thân thiện, rồi rất là nhiệt tình tư vấn cho em từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khâu phỏng vấn này nọ. Em rất là hài lòng với dịch vụ ở đây. Chị Thúy là người làm hồ sơ cho em. Chị Thúy rất là tận tình từ những khâu hồ sơ cho đến trả lời như thế nào với lãnh sự. Rồi sau đó thì em học với anh Khôi. Anh Khôi thì cũng giúp em tìm thông tin về trường, rồi tìm những cái thông tin mà để trả lời cho câu hỏi của mình một cách là chính xác nhất, hiệu quả nhất. Rồi cuối cùng thì em học với anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh thì rất là vui tính, rồi hiểu biết về những cái những điều đó trong lãnh sự á. Khi mình đoán được cái tâm lý của lãnh sự này nọ nên là dễ hơn thì ai phỏng vấn hơn. Sau khi học với anh Bảo Anh thì em có được đủ tự tin hơn mà để đi phỏng vấn này hiệu quả hơn. Và bây giờ anh đã có visa trong tay. Vậy qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương ha? Tại vì chị gái của em đã làm ở Tân Đại Dương và chị đã đào và đang học ở Mỹ, là chị giới thiệu cho em và đến anh làm ở Tân Đại Dương. Em sẽ giới thiệu cho bạn bè và Tân Đại Dương, dịch vụ đây rất là tốt. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Nam Cường ha. Và chị hy vọng là sau khi em học xong chương trình ở Mỹ, có thể quay trở về Việt Nam để thực hiện đúng cái ước mơ của mình nha. Và chương trình chia sẻ ước mơ du học đến đây xin được khép lại. Và còn rất là nhiều những chia sẻ khác các bạn có thể theo dõi tại trang web www.tundaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.